Thưa ba. Chà, cơm ngon ha. Thôi, kêu vợ xuống ăn cơm. Dùng cơm. Con ở ngoài rồi ba. Ở ngoài ngồi đây làm chi? Bới cơm. Dạ, vợ con kêu là tập trung tất cả mọi người ở đây. Chi vậy? Con cũng không biết nữa. Con cũng không biết. Thưa ba, thưa cả nhà, có một vụ án mà con đã bí mật điều tra trong mấy ngày hôm nay, và con đã thu nhập được một số chứng cứ, cho nên con cần tất cả mọi người ở đây cùng giải quyết cái vấn đề vụ án này. Chuyện gì vậy chị? Đây là vụ án vô cùng quan trọng, mà hai người ngồi ở đây như là những vị thẩm phán tối cao. Hai người phải xử giùm cho cái vụ này giùm cho tôi. Dạ thưa ba, có phải là ba nói với con giữa ba và cô hiệu phó không có bất cứ mối quan hệ nào không? Thì sao? Ba nói dối. Việc gì phải nói dối con? Ba không có việc gì phải nói dối. Bao nhiêu lần ba nói là không hề có cái chuyện đó. Con đã truy lùng được những cái chứng cứ, và con khẳng định được là 99.9% ba nói dối. Nói dối cái gì? Chứng cứ gì? Chứng cứ thứ nhất. Cái gì vậy chị? Vé xem phim xuất chiếu là 7:30 vào ngày 7 tháng 9. Vào ngày hôm đó có hai học sinh của trường con đã phát hiện ra ba và cô hiệu phó đang cười cười nói nói trước rạp chiếu phim. Đánh đi trời ơi, cái gì mà chạy hoài vậy? Chán. Em yêu, ngoại sao khỏi ôm anh đi. Hai sau lưng giống như cô hiệu phó chứ. Ông già được thẩm mày. Là một túng xa phí. Đúng rồi, phó rồi. Đẹp, thiệt đẹp, thiệt đẹp. Tại sao lại đi với nhau? Sao tao biết? Em quen nhau. Ba đã khẳng định với con là ba chưa từng tới rạp chiếu phim. Nhưng con đã tìm thấy hai cái vé xem phim này ở trong túi áo vest của ba. Hả? Và phản đối. Phản đối vô hiệu. Đây là chứng cứ thứ hai. Vào ngày 8 tháng 9, phòng thí nghiệm của trường con đã xảy ra một vụ có trộm, và tên trộm chỉ có một mình cô hiệu phó trông thấy. Và sau khi xác nhận, tên trộm được nhận dạng là đang đeo chiếc cà vạt màu tím. Ba đã khẳng định với con là ba không hề có cái cà vạt màu tím nào. Nhưng con đã vô tình phát hiện ra một góc cà vạt bị cháy nham nhở. Và mặc dù nó lẫn ở trong đám tro, nhưng sau khi được xem xét chất liệu và màu sắc, con rút ra được một kết luận. Đây chính là một phần của chiếc cà vạt màu tím. À, cái này chỉ là phản đối vô hiệu. Ủa, tao có nói gì đâu. Đây là bằng chứng thứ ba. Thứ ba, đây là chiếc camera mà con đã ghi lại đoạn phỏng vấn tất cả những em học sinh đã nhìn thấy ba và cô hiệu phó trước rạp chiếu phim vào ngày 7 tây tháng 9. Mời mọi người coi qua. Có phải hai em đã bắt gặp cô hiệu phó và ông giám đốc công ty thực phẩm hay không? Dạ, em chắc chắn nó là cô hiệu phó. Có người đi chung với cổ á thì em không nhìn rõ là ai. Nhưng mà nhìn dáng dốc giống như là ông giám đốc cung cấp thực phẩm của trường mình đó cô. Mà tại không gặp thường xuyên nên không biết. Hai đứa nhìn cho kỹ, có phải người trong điện thoại không? À, đúng rồi cô, đúng là người này nè, lần đó em có gặp đó. Đúng không mày? Dạ, dạ đúng rồi cô, đúng rồi cô. Hai đứa chắc chắn chứ? Dạ, 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 dạ. Cảm ơn hai em. Nó nói gì ba đâu có hiểu. Phản đối vô hiệu. Con
đưa nó cái gì mà. Tổng hợp lại tất cả những bằng chứng còn để trình bàn, con khẳng định lại là 99,9% ba và cô hiệu phó đang lén lút hẹn hò với nhau. Ba, có phải vậy không ba? Vô khống ba. Trời ơi, ba có lỗi gì với các con mà con theo dịch cái chuyện này hả? Đem bà già cứ giả đắc gì rồi đổ tội cho ba hả? Ba, con rõ ràng là đã lượm được mấy cái đó. Lượm lượm cái gì? Đây này, cái vé này. Cái vé này ba thấy ai quăng ở dưới đất, ba lượm ở tính bỏ thùng rác mà ba quên để ở trong túi. Đây còn cái này nữa. Cái cravat này, đây một cái miếng vải gì đâu về đây, nói là đặt cravat một tiếp ai mà tin được. Còn nghe lời, đi nghe lời mấy cái thằng nhóc này đổ tội cho ba mình. Con thấy con làm gì con quá đáng không hả? Ba tính chối tội hả ba? Ba không. Ôi trời, tôi đã kiếm hồ sơ mà ông cắt này để làm gì? Con qua hả? Con qua nói tôi. Ôi trời nè. Ai đó? Nè, ai đó đứng lại. Đường sắp thoát rồi, đường sắp rớt rồi, lẹ lẹ lên đâu. Như vậy là sao hả ba? Ba còn nói dối con nữa hả ba? Rõ ràng là hai người đã quen nhau mà. Như vậy gọi là ngay thẳng đó hả ba? Ba có cần phải nói dối con nữa không? Chắc là không rồi. Nếu như mà hai người ngay thẳng thì đâu có cần nói dối con gái của ba làm cái gì. Cô Hoa à, cô nói gì mà nghe nặng lời quá vậy? Thật ra tôi với ba cô á, tôi cũng đã định nói chuyện với cô lâu lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm ra được cơ hội thôi. Hơn nữa tôi với ba cô á, đâu có làm gì mà sai với đạo lý đâu. Sao cô lại cứ nói chúng tôi không ngay thẳng hả? Như vậy gọi là ngay thẳng đó hả ba? Trước khi mẹ con mất, ba cũng làm cho mẹ con đau lòng vì cái thói lăng nhăng của ba. Ba quên hết rồi hay sao vậy? Sao lại đem cái chuyện nó nói ở đây hả? Ba quên mất rồi hả? Cái ngày mà đưa tang mẹ con, ba đã hứa gì với tụi con? Ba quên hết rồi hả ba? Ui, để về nhà nói. Con phải nói, ba phải cho con nói. Mẹ con mất chưa được 3 năm mà ba. Ba làm như vậy là sao chứ? Rõ ràng là hai người có mối quan hệ mờ ám mà. Cô, chị nhà mất chưa được 3 năm à? Sao ông lại nói với tôi là chị đã mất 11 năm rồi mà? Ba tôi muốn nói dối để cố tình quen cô chứ sao nữa. Trong ngày giỗ của mẹ là có lý do chính đáng mà. Cái gì? Anh nói lại cho em nghe coi cái gì vậy? Ủa, chứ không phải em giận vì chuyện đó hả? Lúc cuộc là sao vậy hả ba? Ba làm vậy mà coi được hả? Vậy mà cái hôm đám giỗ, ba còn nói là ba đi thăm bệnh đó hả ba? Bộ ba không thấy ăn năn hối lỗi gì với mẹ con hết hả? Không, không phải. Chuyện là... Bây giờ tôi điên lắm rồi. Tôi không có sống nổi trong cái căn nhà này nữa. Bỏ ra đi! Bỏ ra đi!